Nội mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, nhưng cuối thu, đầu đông, Hà Nội vẫn là nơi chốn phải lòng nhiều nhất cho những ai yêu Hà Nội. Đang rất thích có một ngày lang thang ở phố phường Hà Nội. Và điều cần nhất là... một người bạn chụp hình có tâm, cùng bạn rong ruổi khắp mọi phố phường. Và đặc biệt là phải biết đưa bạn đi đâu, chơi gì và ăn gì. Quá tuyệt! Đi thôi! Địa điểm đầu tiên không thể bỏ qua khi dạo quanh Hà Nội chính là phố Phan Đình Phùng. Cứ ngỡ chúng tôi là những người đến sớm nhất, nhưng không nhé. Cả con đường đã rộn ràng với hương sắc áo dài hay những xe hoa rực rỡ. Bởi nơi đây, con đường rợp bóng hàng cây với những ánh nắng buổi sớm chiếu qua những tán lá tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng. Anh Đan có biết tại vì sao ngày hôm nay Uyên lại đưa anh Đan đến con phố này đầu tiên hay không? Anh quá biết rồi, vì đường này rất là đẹp. Đây đúng là phố phường Hà Nội mà mọi người hay nghĩ tới. Đây là một trong những con phố có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội đây anh Đan ạ. Và đặc biệt là trên cùng một vỉa hè còn có tận hai hàng cây số cổ thụ nữa đây anh Đan. Wow. Thế thì anh chụp ảnh cho em nhé. 1, 2. Anh Đan chụp ảnh đẹp quá. Oh, Win bảo là đây là cây số à? Nhưng anh thấy cây này rất là đẹp. Không chỉ cây sấu già cổ thụ đâu anh Đan nhá, anh em mình còn rất nên thưởng thức một đặc sản của Hà Nội mùa này liên quan trực tiếp đến cây sấu đấy. Ô mai là món quà thân thuộc với mọi người Hà Nội. Vào độ cuối thu, đầu đông, ô mai sấu lại là món ăn nhấm nháp không nên bỏ qua. Bạn sẽ dễ dàng bị lôi cuốn bởi những hàng ô mai thơm ngon như thế này. Vậy thì ở đây mình có tổng cộng bao nhiêu loại ô mai sấu hả chú? Nhà chú có khoảng 6 loại. Ô mai này mình làm như thế nào mà nhìn hấp dẫn như vậy ạ? À? Bằng một cái công nghệ riêng ấy thì chú giữ được cái màu xanh, cái độ căng tròn của quả nó vẫn là giòn. Tẩm thêm các cái vị khác vào, ví dụ như là ớt, cam thảo. Xin mời cháu. Rồi, cháu cảm ơn chú. Wow, ngon lắm. Cho thấy cái ô mai sấu này rất là dễ ăn ạ. À? Chắc là chỉ Hà Nội mới có hương vị này thôi. Và nói đến dạo quanh Hà Nội thì có một địa điểm chẳng thể bỏ qua. Đó chính là Hồ Gươm. Nguyên à, em mua được gì thế? Đây là cốm, đặc sản của Hà Nội. Anh đã từng ăn chưa? Thực ra anh chưa, anh nghe rồi mà chưa được ăn. Mỗi mùa nhá, Hà Nội đều có những thứ ăn vặt khác nhau rất là ngon. Bây giờ anh Đan cùng thử ăn cốm nhá. Cốm được gói vào lá và dùng cọng dơm non buộc để giữ nguyên được vị thơm dẻo của cốm. Thưởng thức cốm cũng là một nghệ thuật. Ăn cốm tươi đúng cách, bạn phải dùng cả 5 đầu ngón tay, nhón từng ít một rồi bỏ vào miệng và thưởng thức cốm từ từ mới cảm nhận được vị thơm dẻo của lúa non. Sắp hoàng hôn rồi này anh Đan ơi, nhất định em phải kịp để đến ngắm hoàng hôn ở nơi đẹp nhất Hà Nội mới được. Phải là đi nhanh thôi nhá. Nơi hoàng hôn đẹp nhất Hà Nội của Uyên đó chính là cầu Long Biên. Cây cầu cổ xưa bắc qua sông Hồng, phía dưới là bạt ngàn cây cối, rau quả với dòng người xuôi ngược. Hóa ra lại khiến con người ta phải lòng đến lạ. Vẻ đẹp của bóng chiều tà ánh lên như một bức tranh rực rỡ nhất trong cả ngày dài. Anh Đan đã được ngắm những hàng cây để thấy mùa Hà Nội thay lá, được thưởng thức những món đồ ăn vặt để thấy Hà Nội thật ngọt ngào. Nhưng mà để thấy một Hà Nội thật khác thì... thì mình đi đâu em? Vẫn là đi theo em. Hà Nội khi màn đêm buông xuống là khoảng thời gian trầm lắng bởi phố xá đã bớt tiếng còi xe. Lúc này, tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, nhâm nhi một chút cocktail hay rượu vang thì còn gì tuyệt vời bằng. Anh đang thấy hành trình ngày hôm nay như thế nào? Ôi, quá tuyệt em ạ. Anh không nghĩ Hà Nội lại hấp dẫn đến thế. Mỗi một mùa ở Hà Nội, mỗi một thời điểm trong ngày, Hà Nội sẽ đều lôi cuốn theo một cách riêng. Hãy tận hưởng những điều tuyệt vời của thủ đô nhé.